theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai trung tâm chuyên bán đồ lưu niệm, các sản vật và món ăn Việt Nam cho du khách đến tham quan và mua sắm. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, dù thành phố có nhiều điểm ăn uống, mua sắm dành cho du khách nhưng lại nhỏ lẻ, nằm rải rác khắp nơi, xe lớn cho khách du lịch khó tiếp cận. Vì vậy, Sở kêu gọi đầu tư những trung tâm lớn có dịch vụ đa dạng để phục vụ du khách. Hiện doanh nghiệp đã đầu tư để chuẩn bị mở cửa các trung tâm này trong vài tháng tới. Đây sẽ là trung tâm mua sắm, ẩm thực tập trung các sản phẩm của Việt Nam, các món ăn thức uống của người Việt. Theo số liệu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng của năm 2017, thành phố thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 84.574 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế.